Anh nói thật với em chứ bây giờ nhà nước mình phải có cái chính sách rõ ràng để, ví dụ như là theo anh nghĩ nha, nhà nước mình nếu mà anh trong cái cơ cấu lãnh đạo nhà nước mình nhá, cái nghị quyết 36 phân biệt rõ ràng ra, phải cụ thể ra luôn, và phải đưa một cái chiến lược xây dựng cái chiến lược như thế nào rõ ràng ra luôn, chứ không có giỡn chơi, không có hòa hợp dân tộc, nói với bọn nó như không, giống như cái thằng Tân Thái bây giờ hòa cái gì, thằng đó bây giờ lấy cái não của nó bổ ra rồi em biết không, giải phẫu ra, đi ra Thái Lan nó giải phẫu đâu, nhét tàu hũ vô, Chính không 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 thuốc chữa nữa, có nghĩa là ung thư giai đoạn cuối rồi, không còn thuốc trị nữa. chính xác. Thì bây giờ theo anh nghĩ nhà nước mình, đúng là nhà nước mình đảng quá quá nhân nhượng, Bây giờ nói em chung nói với đảng anh như mình này lãnh nhá. đạo quá tài tình mà quá nhân nhượng. Anh Việt Bình Dương, bây giờ em nói với anh như này này. Cái bọn ba que xỏ lá này mình không giết nó cũng giết mình. Đúng, chính xác, bây giờ cái đó là không còn thuốc chữa nữa, em hiểu không? Có nghĩa là bây giờ trong cái nghị quyết 36 phân biệt rõ ràng ra luôn. Theo anh nghĩ vậy đó, trong cái nghị quyết đó phân biệt rõ ràng Việt kiều yêu nước là gì, định nghĩa ra luôn. Definition có nghĩa là định nghĩa ra cho nó hiểu luôn. Bây giờ nó nói anh nói tiếng Anh nó không hiểu á, thật ra hàng ngày anh đi làm chung với toàn bộ người nước ngoài tại sao người ta hiểu, nó nói là anh nói nó không hiểu. Thì anh nói thật với nó bây giờ định nghĩa rõ ràng ra luôn. Việt kiều yêu nước là gì? Ngay cả trong đó yêu nước thì có những cái người mà giống như bác Cầm chẳng hạn, bác cũng là cái Việt kiều nhưng mà bác là chế độ cũ, nhưng mà bác có một cái tâm yêu nước thì mình phải định nghĩa rõ ràng ra Việt kiều không yêu nước là gì và các biện pháp xử lý làm sao cụ thể ra luôn, và các biện pháp rồi đưa cho an ninh người ta xử cho nó xong đi, chứ bây giờ còn cứ để nó trống như vậy. Anh nói em với đất nước mình bao giờ mới 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 mới, mới phát triển mạnh mẽ, chúng nó không ăn được tụi nó đáp cho hôi, em hiểu không? Đạt nó nói cũng cũng đúng, anh cũng có đồng ý, nhưng mà anh nói em những cái đám này á nó không còn thuốc chữa nữa, và ngay cả trong nước á, những cái đám nào bây giờ diệt hết, diệt là diệt tận gốc, phải làm giống như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó làm trước đây á, nó cầm nó chặt cái đầu nó đưa lên đó, thì giờ mình làm luôn đi. Tại vì nói vậy là anh bực á, nói bây giờ không có hòa hợp, không anh em gì hết cả, tụi Đây này nó là anh không này có anh thấy nó. không? Đây anh thấy này, đây này, những thông tin đọc trên YouTube rất nguy hại, mẹ em đi chăm bà ngoại mổ mắt mà nghe dân nói Đấy. theo tin đồn trên mạng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu độc Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thấy Thông chưa? tin này là cái bọn khốn nạn ở bên nước ngoài nó đưa về. Nó toàn nó đầu độc dân mình không? Hỏi hỏi em chứ bây giờ cái gì với đất nước mình kém phát triển, dân mình bây giờ là giới trẻ là em biết ông nó có trải qua cái khổ cực đâu. Giống như anh em mình hồi xưa cực khổ đâu. Nó đâu có biết. Thì chính vì cái mạng bây giờ nó phát triển thời công nghệ 4.0, nó tận dụng cái thời cơ đó. Nên cái anh nói em cái luật an ninh mạng nó cũng ra rồi quá muộn, nhà nước mình đi cái luật đó nó quá muộn, các quốc gia khác có luật an ninh mạng, nên tụi nó biểu tình cái an ninh mạng là biết sao, để tụi nó có cái sân chơi, em hiểu không? Thứ nhất là kiếm tiền. Không anh, em nói cho anh nghe này này. Bọn nó cứ nghĩ là cái an ninh mạng là nó lấy cái thông tin an ninh mạng để nó vùi dập nhà nước mình ở cái chỗ Đúng rồi. nó anh biết sao không? Nó khốn nạn, nó xuyên tạc là khi mà có luật an ninh mạng ra đời là mọi người không lên Facebook được như bây giờ. Không nhận được những cái thông anh tin từ nước ngoài. anh anh nói với Ngọc Hiếu với tất cả anh chị em với đàn, anh nói thật đó, nghĩa trang của cũ của Việt Nam bên Cộng Hòa ở ngay chỗ Bình Dương nè, rồi bên Biên Hòa Đồng Nai kìa, anh nói em á, dân toàn dân mình chăm sóc không, nếu tụi nó có cái tâm, nó có tốt lòng á, nó có cái lòng tốt á, nó yêu thương đồng đội nó, ngay cả đồng đội nó còn không yêu thương, từng sát cánh với tụi nó, thì bây giờ nó về nó chăm lo đi, ngay cả cái nghĩa tử là nghĩa tặng đó. Đó thì về đó mà chăm lo, bây giờ bản thân tụi nó còn chưa có được làm được cái điều đó mà tối ngày nó lên nó chống phá, trong khi á tất cả quốc gia khác á thì là người ta phải là cùng nhau hỗ trợ để cho đất nước mình phát triển, dân nó đỡ khổ đi, đâu mà tối ngày mà lên nó lên vô cái diễn đàn của thằng Benny 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 chột với thằng Tân Ái, tối ngày nó gào thét phải xuống đường. Bây giờ mà lên nói cái là nó không cho nói, bây giờ tôi hỏi anh chứ anh xuống đường làm gì, nó nói xuống đường để đòi lại tự do dân chủ. Bây giờ anh nói tự do dân chủ là gì, nó nói lật đổ đi, nói lật đổ anh lấy cái gì mà anh lấy ai mà lãnh đạo, nó nói thuê tổng thống, em thấy bực không?
có cái thằng điên nó mới tới tổng thống. Không, một cái suy nghĩ như anh nói đi. Anh nói thật, anh nói rồi là anh qua diễn đàn kia anh nói, nếu mà tụi nó lên nó cho nó bầu, nó đòi bầu Tân Thái lên làm gì em biết đâu, bộ trưởng bộ quốc phòng, chắc nó bán vũ khí cho Mỹ, Việt Nam nội chiến á, rồi nó lôi Mỹ vô để có vũ khí nó bán rồi lấy tiền, rồi rồi sao, rồi nó bầu bầu con gì, con Trang gì đó, con mà cái Trần cái Tuồng đó là bộ trưởng bộ ngoại giao, cái con mà Trần Như Nhộng đó mà làm bộ trưởng bộ ngoại giao, còn cái con Lý Xã Phạm thì nó bầu làm là thủ tướng. Anh nói em á, lên chừng có một ngày là nó bán nước mẹ rồi, nó bán cả mấy cái đảo chứ luôn, là nó bán hết rồi, Em sợ một nó tiếng bán đồng hồ ấy, chứ làm gì được một ngày anh. một cái suy nghĩ của tụi nó vậy, làm sao mà ai mà nghe cho được, dân mình sao nghe được. Mà nó hỏi gì chứ bây giờ lúc mà lên lên cái diễn đàn, anh chỉ nói với tụi nó là, nó nói là lấy cái cớ gì mà anh nói bây giờ dân Việt Nam á, mình hỏi nó là dân Việt Nam bây giờ, nó nói dân Việt Nam không ai tin Đảng Cộng sản đấy, anh hỏi anh lấy cái cớ gì mà anh nói đó, nó nói thì bây giờ là dân bị mất nước cái này kia, Trung Quốc tràn ngập độc tùm lum. Anh mới hỏi ngược, nó mới hỏi ngược anh á, nó hỏi là gì chứ dân Việt Nam á lấy gì mà anh nói là yêu nước. Anh nói là ngày 2 tháng 9 anh thống kê đi, mày mày cần á mày lên nhờ một người á, có một đoạn đường thôi mày đi khoảng có một cây số thôi, nếu mày đếm bao nhiêu cái cờ thì là bấy nhiêu người yêu nước, đúng không? Bài toán quá đơn giản thôi, chỉ Nhưng mà cần sao cái mà đoạn đếm phố được, đông quá mà sao đếm được? em đếm 100 mét bao nhiêu hộ gia đình, ví dụ 100 gia đình bao nhiêu người chiêu cờ, thì nhưng mà anh phải nói với tụi nó nha, phải trừ mấy cái nhà kinh doanh người ta về nha, mấy cha người ta thuê nhà đó, thuê nhà bây giờ ngày lễ người ta không làm thì người ta đóng, thì anh phải hỏi dân trong đó ở nhà này tại sao đóng, nói bây giờ người ta thuê nhà giờ ta về quê rồi người ta không đóng, ta đóng ta không kịp treo cờ, thì có nghĩa là hiểu không, là 100% rồi, thì bây giờ cho đổ đồng những tỉnh khác đi, thì bây giờ là tính ra là 90 mấy phần trăm, là nó đó là một con số thực tế luôn, minh chứng luôn, không có cần một cái bài toán nào cả, cần một chuyên gia kinh tế hay là một cái tổ chức nào mà đi mà khảo sát cả, đúng không? Thì tụi nó thấy là tụi mày thất bại không, thì vậy là anh lên trên các diễn đàn anh tuyên truyền làm gì, thì có phải là tụi nó lên là vì tiền không, đúng không? Một cái bài toán đơn giản đối với một cái nhà mà thống kê nhà, nhưng mà nó lại cứ kêu là dân Việt Nam mình toàn những cái lũ ngu. Anh nói em ấy, ngu mà bây giờ người ta lên người ta lãnh đạo đất nước, phải không? Tụi mày bây giờ lên tụi mày làm nổi không? Những người đó mà đã được á, nó không hiểu cái hệ thống, nó đi quá lâu đi, 43 năm rồi nó đi quá lâu, nó không hiểu hệ thống về pháp luật của Việt Nam mình. Cái pháp luật bên bên Mỹ nó khác, cái dân trí nó khác, ở Việt Nam mình dân trí nó bảo là cứ lên đa nguyên đa đảng rồi cứ cứ phân hệ phân cấp. Anh nói là không thể nào áp dụng vào Việt Nam được. Ngay cả cái nồi cơm điện em biết không, đem bên Mỹ hay cái cục sạc bên em Mỹ nó ba chia, về bên thằng Việt Nam nó bẻ mẹ ăn chia đi, nó ba que đó, nó bẻ mẹ ăn que đi, thì em có phải là cái ổ cắm điện em phải có 2 que em mới cắm vô Việt Nam được không? Còn mình đem bên nó ba que về, mình đem ba que về ta cắm sao được, tại vì bên Mỹ em ông công nhận không, chính là bà bên bà chị bà đem bà chị vợ này bà đem cái máy 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 sấy đó bà cho đó, tặng đó, về cắm được đâu, phải ra kia lấy mấy cái máy cắt để cắt đi 1 que, nó có tới 3 que lần em hiểu không, cứ cắt đi 1 que thì em mới cắm được vào 2 cái lỗ chứ, tức là nó còn que còn cái gì đó. Ngay cả anh nói đơn giản thôi, ngay cả cái ổ điện mà nó còn khác biệt như vậy thì huống hồ một cái hệ thống chính trị, mày cứ bắt tao mày theo Mỹ là sao, đúng không? Hệ Mỹ thống chính trị của Mỹ Mỹ nó là ăn khác bánh mì, Mỹ là ăn bánh mì, Việt Nam ăn bánh mì đâu, xúc xích Việt Nam đó. không ăn mấy đâu mà cứ bắt Việt Bây Nam giờ vớ mấy phải. thằng Mỹ qua đây nó cầm cái đũa nó gắp nó còn rớt lên rớt xuống, rồi mày bắt tao phải qua bên ăn bánh mì sao tao ăn được, tụi mày ăn giết tụi mày quen rồi, môi trường nào nó tùy hợp chứ. Bây giờ ở Việt Nam mình đã là bầu cử từ cấp địa phương thì các anh địa phương nó có một quá trình phấn đấu, một cái lý lịch tốt, chứ không phải đem như cái đám ba que mày về một cái lý lịch mà đen thui như như một cái đống rác á, đem lên tụi mày lãnh đạo là ai mà tin tụi mày, Trong lúc bây giờ phải không? bạn lạc chiến tranh lên, thế là Đúng coi như rồi, là đất nước trở thành tan hoang ra, cái bắt đầu nó quá ảo thì tưởng, Trung đúng rồi Quốc nó bạn vào Hero võ nó nói đúng chiếm. phải không?
Bây giờ anh hỏi, anh mới hỏi nhiều cái lắm. Ví dụ như là bây dân Việt Nam mình có 95, thằng Trung Quốc nó 1,5 tỷ. Một cái bài toán nó mẹ một thằng mà đấu 15 thằng, tụi mày xúi tao về, tụi mày ngon về, tụi mày đấu với tụi nó đi. Mà chưa nói là nó có bom nguyên tử đó. Tụi tao đâu ngu đâu, cộng sản mình rất là khôn. Chơi với thằng láng giềng đó, thằng chơi với anh lớn đó, phải khéo nắn gân nó, lấy nhu mà thắng cương. Lấy được cái nhu thắng cương là cái câu của nó đó, mình phải lấy nó để mà trị nó. Lấy độc gì độc mày, tay độc Âu Dương Phong đúng không, coi phim phim trưởng đó cho tụi mày nghe luôn. Cái đám ba que bên đây vô tụi mày không có hiểu đâu, tụi mày muốn lật đổ được cộng sản tụi mày phải học được cái tư cách của người cộng sản. Nghe cái bài thơ của Bác Hồ không, sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo nhủ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông chênh lịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Ngay cả người ta trong núi mà người ta còn ra những cái bài thơ bất hủ vậy, còn cái tụi mày chỉ ra ngoài sao đấy đi điếm gãi gung đồ ăn viện trợ vô sướng cho sướng cái mặt. Bây giờ quay về thấy đất nước sướng cái bắt đầu quay về phản cánh rồi, nó nói mà đủ thứ hết. Thì anh mới nói gom gom lại một điều anh chốt làm vấn đề, lòng yêu nước của Việt Nam bao giờ cũng là ở top hết, không một thế lực thù địch nào mà lật đổ được. Đó là câu cho cái thứ hai là sao, là nghĩa tử là nghĩa tận. Người Việt Nam mình chăm lo đời sống nhân dân là chăm lo từ A đến Z, ngay cả những cái người mà phạm tội nhà nước mình có chính sách thả về và tạo công ăn việc làm, bên Mỹ đừng có hòng đúng không. Ngay cả anh nói cho các bạn trên đây nghe, nó mà bị phạm phạm tội một cái là không bao giờ đi xin việc được, nhưng mà Việt Nam mình vẫn xin việc được nha. Cái đó là một cái khác biệt rất là rõ ràng. Cái văn hóa của người Mỹ á, nó khác. Tụi nó qua bên á, nó là nói tiếng Việt, qua bên đó, nó phân biệt chủng tộc đó. Nó coi hả, nó coi như rác đó. Nó là da trắng mà, ngay cả như nó là da trắng mà nó phải coi nó phân biệt chứ. Ngay cả ngôn ngữ mà mới cái thằng mới qua nó còn nói còn hôi nắng á, nó gọi là sunny skin đó. Đúng không? Nó còn phân biệt ngay cả cái mùi của qua nó. Bây giờ người những cái Việt kiều nào mới qua cái nó nói ở qua Việt Nam qua hôi nắng, thì huống hồ tụi mày đem những cái văn hóa đó tụi mày áp về Việt Nam ai mà chịu. Đem cái văn hóa Mỹ mà áp về Việt Nam, trong khi một cái nền văn hóa đã phát triển mấy trăm năm, một văn hóa thì chiến tranh liên miên, người dân trình độ học vấn không được cao, mới được cải thiện sau những năm đây. Thì hỏi em chứ một cái sự khác biệt lớn lao như vậy, anh không thể nào anh đem một cái ốc mà số 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 16 anh đi bạn ốc số 18, số 8 thì nó lọt tót thì còn cái gì nữa, giống như thằng gì nó làm sao mà nó đều được đúng không. Là anh nói rồi á, theo anh nghĩ á, anh là một cái người dân bình thường đó. Anh mà như nhà nước, anh đại diện nhà nước nên bỏ cái nghị quyết 36 đi, và nếu mà có để lại thì phân biệt trong cái nội dung đó, các cái chương đó tách biệt rõ ràng ra Việt kiều yêu nước, Việt kiều phải định nghĩa Việt kiều yêu nước như thế nào, cụ thể như thế nào, đưa ra một cái tiêu chí rõ ràng ra, có một hệ thống đánh giá đàng hoàng ra, phân biệt ra rõ ràng. Nếu mà được thì nhờ một cái tổ chức nghiên cứu quốc tế nào thống kê bao nhiêu Việt kiều, đưa ra vậy để mà cho mình đưa vào một chính sách rõ ràng, chứ không nên đưa một cái nó lấy cái cớ đó lúc nào ui thế mà nhà nước cũng lúc nào cũng nhà nước đưa nghị quyết 36 để kêu tao về, nó ra vẻ là mình cần nó lắm. Nếu mà cần tụi mày thì năm 79 á, tại sao tụi mày không về để dân tao khổ? Lúc đó quân chủ lực mình ở trong phía Nam đánh Buôn Bốt chứ, lúc mà rút về Trung Quốc ha, rung rung đùi luôn. Mình chỉ mới du kích mình đánh nó là nó tan xương rồi. Mà là cái quân đội chủ lực là nó thành một cái cuộc di dân mà lớn nhất Đông Nam Á thời đó. Có nghĩa là lúc đó mình rút về để mình đập thằng Trung Quốc. Nên có nghĩa là sao, lòng yêu nước của dân 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 Việt Nam á, không cần tụi mày dạy nghe ba que. Nghe mấy cái thằng phản phản quốc bên kia không cần tụi mày dạy, lòng yêu nước thử đi vào Việt Nam đánh đi sẽ thấy. Đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Cái chân chất của người Việt Nam từ thời xưa là vậy. Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Có nghĩa là cái lịch sử chiến tranh của mình nó quá tang thương đi,
nó không bao giờ mà cái tỷ lệ mà chiến tranh nó chiếm nhiều hơn cái tỷ lệ hòa bình. Trong khi so với một đất đất nước Mỹ, các đất nước Hàn Quốc nó chỉ chiến tranh nhưng nó có một cái giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà nó lại trở lại một cái hòa bình. Còn Việt Nam mình chiến tranh liên miên, chỉ có được độc lập chủ quyền được bao nhiêu mấy năm, bao nhiêu, tính ra là nếu phát triển kinh tế ổn định thì được khoảng là có 15 năm thôi. Còn những cái năm trước là chỉ là thoát thời bao cấp trong quá trình cải tiến, cải tổ, mà cải tổ trong kinh tế và chính trị. Nó có những cái bước đi, không phải là tự nhiên anh nói cái là anh bò và anh chạy được đâu. Muốn chạy được, muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh, anh phải vô quá trình tập luyện chứ. Muốn có một cơ thể giống như em làm kinh doanh, không phải là em ra cái là em lấy lời được đâu. Trong các cái làm á, các bác lãnh đạo làm cái gì cũng có rủi ro. Bác Phú Trọng, bác nói là cái đặc khu kinh tế này đã nghiên cứu đến 20 mấy năm rồi mà không dám làm. Chứ không phải là không nghiên cứu, đã biết người ta thất bại ngay đó rồi. Anh cố ông bà mình nói anh cố đi trước lội nước theo sau, là mình đã biết. Bác mấy bác cẩn thận đến nỗi là anh cố mà đi trước để tìm những cái gì ngon, còn đi lội nước theo sau, lỡ kia nó hụt rồi á, mình còn nắm này, mình biết à mày rớt cái lỗ đó thì ra mày bị cái lỗ đó. Là mấy bác đã biết vậy mà còn không dám làm, mà khi làm cái đám bên kia nó kích về để mà nó phá, thì có phải là sao? Đất nước nghèo lên cũng tại cái đám phản động hết, đất nước nhà nghèo cũng cái đám ba que mà chống cộng hết. Con nói cái này con trừ bác Cầm nha, có phải đúng như vậy không? Có nghĩa là những bác người ta cũng là theo đó, nhưng mà người ta có một cái não, người ta có cái tầm nhìn, người ta không muốn... anh phải điều chỉnh như thế này này, tức là những người Việt kiều yêu nước, họ không chê, không chửi, không nói xấu đất nước thì cứ về bình thường, đúng không? Còn ba que xỏ lá nói xấu chống phá đất nước thì là phải ngăn chặn chúng, phải diệt thôi. Anh theo anh là phải diệt thôi, cái đám đó là không có trị được, diệt thôi. Nhưng Tân Hải là anh nói em có bây giờ về cho nó lên, nó ở trên đi bằng máy bay rồi cho nó ở biệt thự, xong nó quay nó cánh lại à? Đúng rồi, anh nói em là vậy đó. Cái đó là coi như là tao ngu ha, tao nói thật với mày. Ba Nguyễn, mày không có đẳng đâu, tao nói thẳng, tụi mày muốn lật đổ cộng sản á, tao thống kê khoảng có 1000 năm nữa. Tại vì biết sao không, đảng là đâu, là từ dân mà ra, mày nghe câu nói không, lấy dân làm gốc. Đảng mình là từ dân mà ra, những bác đó là từ những người dân người ta ra. Bác Hồ á là muốn đi ra đường cứu nước, các bác đã nhìn thấy được những cái thất bại của những người đã đi trước rồi, như là Phan Chu Trinh nè, rồi rất nhiều những cái phong trào Đông Dương Nghĩa Thục nè, của Phan Đình Phùng nè, tất cả những cái phong trào đó đều thất bại. Nên bác cái nói rằng là chỉ có con đường bác ra đi cứu nước, bác tìm hiểu đời sống và bác về bác nghiên cứu, bác mới tìm đường cứu nước được. Không phải cộng sản đồ sọ, giới trẻ chúng tôi, mà chúng tôi nhận thức được là chúng tôi đang sống trong một xã hội mà bây giờ là nó hòa bình đã hưởng này. Nhưng mà trong cái hòa bình, trong những cái năm hòa bình, tôi mong các bạn đừng có nên phá đất nước. Tại sao những cái năm trước các bạn phá không phá, bây giờ lúc đó đảng mình còn đang yếu, các bạn phá đi. Bây giờ dân mình đã đây, giờ đất nước bây giờ là có đầy đủ tàu ngầm hết, các bạn không bao giờ mà phá nổi đâu. Không cần chúng tôi lên đây nói, tự các bạn phải hiểu, tự đánh giá ra một kết quả. Cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Đất nước mình đã trải qua rất nhiều đau thương, xương máu của ông cha mình. Bây giờ có những người liệt sĩ bây giờ không tìm được xác nó, nhiều khi Mỹ nó bỏ bom xuống nổ còn miếng xác nào mà đâu vô. Tại sao như là những cái anh hùng như là chị gì ở ngã ba Bồng Lộc đó, có 10 cô gái đó, người ta cũng bị sốt rồi. Có một cái chị mà chị vác đó, cơ thể chị có 40 kg mà chị vác cái bom 90 kg đó, 95 kg. Cái đó là cái lòng căm thù, một cái sự thể hiện được cái lòng dũng cảm. Thì tất cả những người hy sinh đó thì giới trẻ tụi chúng tôi là phải có trách nhiệm, phải giữ gìn cái độc lập đó. Đất nước mình đã trải qua vậy rồi, chúng tôi phải trân trọng cái đó. Các vua hùng mà đã có công dựng nước, Bác Hồ nói mà, bác trai. Tại vì sao? Bác Hồ là cái người mà đã khai sinh ra đất nước nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì tất cả những cái đó là cái mong ước của bác, thì bây giờ là giới trẻ là phải giữ cho nó chắc cái đó. Nên đó, các bạn bây giờ có xin đặt mấy cũng chả bao giờ lung lay được cả. Tại vì cái đó là cái nòng cốt rồi. Cái giá trị cốt lõi của đảng là từ dân mà ra, lòng yêu nước cũng từ dân mà ra. Nên các bạn muốn là đổ được, các bạn phải hiểu lòng dân như thế nào. Các bạn đã làm gì được cho đất nước Việt Nam sau 43 năm các bạn ra đi? Nếu các bạn làm gì được ở Việt Nam thì các bạn hãy lên tiếng nói. Các bạn không làm gì được thì các bạn đừng có nói, đừng có về mà phá nữa. An thân, mình đã sống phần ở bên đó rồi, mình đã sung sướng hơn người Việt Nam. Đừng có chê người Việt Nam, tại các bạn là nói tiếng Việt Nam mà. Các bạn trước đây nhỏ cũng sinh ra từ ở Việt Nam, đất Việt Nam, quê hương đất mẹ là Việt Nam. Các bạn bây giờ không còn đất mẹ nữa, các bạn bây giờ lấy đất Mỹ là đất mẹ, thì các bạn phải cống hiến cho người Mỹ, cống hiến cho đất Mỹ. Này các bạn ăn ở bên đó, ở bên đó các bạn cống hiến, đóng thuế bên đó các bạn phải lo chứ. Tại sao mà đi chống phá đất nước làm gì? Các bạn chống phá các bạn được cái gì khi mà dân không đồng ý? Anh nói như vậy, nói tóm lại á, là các bạn á, có đem chống mấy, có lên live stream mấy, thì những cái giới trẻ nó nghe theo, chỉ nghe tức thời thôi, nhưng mà về gia đình phải nắn uống, người ta sẽ nhìn thấy trong gia đình. Ví dụ có con của tôi sẽ nói là, nó hỏi tôi tại sao mà hay lên live stream, tôi nói là tại vì lên đây có rất nhiều phản động. Nó hỏi phản động là gì? Nó là những cái người mà nó chống phá đất nước, nó làm cho chiến tranh, là con nhìn thấy Syria không? Nó sẽ biết. Nó giống như cái đứa trẻ 3 tuổi đó, 4 tuổi đó, nó hát bài mà bác đang cùng cháu hành quân. Nó sẽ hỏi, bây giờ con nít nó rất là thông minh. Nên các bạn đừng có nói là lũ bò đỏ ngu. Chỉ có giới trẻ Việt Nam bây giờ rất là thông minh. Chỉ cần nói sơ nó sẽ biết, bây giờ hỏi con của anh nó sẽ biết là phản động là gì. Nó nói là thì ra những người về đây ấy, nó làm chiến tranh giống Syria ấy, là không có cơm ăn rồi khổ giống như ông nội hay kể, và bà nội hay kể. Tay ba anh hay kể lắm, lúc cực khổ ông ngồi cũng kể là hồi xưa cái quần á mà để lên cái đá lăn cái rặn, em biết không, con rặn nó kêu rút 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 rút, ghê quá rặn như vậy đó. Có anh chị nào đây lớn tuổi, có cái bác chú nào đây nó có phải đúng không? Lúc đó là xà bông xà phòng thì đâu có, thì em biết là mặc cái quần mà bằng trong đây nó gọi là dây bôi cây bố đó, trong đây nó gọi cây bố, ngoài mình gọi là cây rau đay á, thì là em biết sao không, là làm thành cái quần á, mà đến lúc mà trận nó nằm ở đây mà lăn ra nó kêu bốc 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 bốc, sợ như vậy đó. Nó quá khổ. Ông ngồi ông kể mà ông nói là bây giờ là ăn sung mặc sướng như vậy á, thì mình phải, mấy đứa bây giờ phải trân trọng đó. Đó là như vậy, rất là khổ. Thì người dân mình bây giờ là đã như vậy là sung sướng rồi. Nói nó là anh Trang Việt Nam công nhận là thời đó tụi em nè, các tụi em là em cái hàng 7X rồi, là đã từng ăn trên khoai mà dưới có một chút xíu cơm thôi. Nói thật luôn, nhà 9 anh em nấu nồi cơm ra nhanh chạy vô mà ăn, không ăn thì mấy ông ăn hết. Nó cực khổ vậy đó. Nên tụi nó sung sướng, tụi nó ở phía Nam, ở bên miền Nam Việt Nam, tụi nó có sữa của Mỹ cung cấp miễn phí. Đúng như Đạt nói, những cái gì miễn phí thì tụi nó bao giờ tụi nó cũng nói là cái này kia thôi, nhưng mà tụi nó đâu có biết là cái thời đó ông cha của mình cực khổ nào để giành được cái quyền độc lập như ngày hôm nay. Thì chúng ta nếu mà tụi nó tốt thì tụi nó cùng nhau về đây, đừng chống Á về đâu, mà cùng quảng bá được cái hình ảnh Việt Nam mình, thì các người trên thế giới người ta nhìn nó bằng con mắt khác. Chứ không phải tối ngày nó đi ở bên California đã đảo, cứ mỗi lần lãnh đạo mình qua thăm á để tìm các cái cơ hội làm ăn đó là nó đã đảo, giống như là bác Dũng rồi bác Trọng cũng qua thăm. Nhìn như một trò hề, nó như một cái trò hề mà nhìn thấy nó ngộ ngộ, toàn những cái ông già mà nói thiệt đó, sắp xuống lỗ rồi đi không nổi, nó đi cái chân thì hình số 8 giống như người mẫu á, đi cà vèo qua vèo lại rồi á, đi chống rồi phá. Trong khi á, mình phải hỏi á, chống là được cái gì, phá được cái gì không? Họ có biết là cái mục tiêu của họ làm gì không? Để là làm cái gì? Rồi á,
ngay cả nếu mà trong cái tình đoàn kết á, bên cái nhóm bên nó chửi nhau á, nó qua Việt Quickly nè, xem mà Việt Quickly rồi Việt Tham gì đó, nó chửi nhau như như cái đám chợ. Hỏi em chứ cái đám đó mà về lãnh đạo đất nước thì dân mình sao, người dân mình lên, các anh chị em đây có đồng ý cho nó lãnh đạo không? Ngay cả trong cái nội bộ mà nó chửi nhau như vậy đó, thì theo như các bạn, nếu mà để tụi nó lật đổ đảng của mình, nó về lãnh đạo, các bạn có an tâm không? Nhưng mà cái thằng Quân Chương nó nói là cứ an tâm đi, đa đảng đi là đất nước ổn định. Coi một câu nói nó quá ngu. Nó chửi mình ngu, mình phải chửi nó ngu mới đúng. Nó lấy cơ sở nào mà lòng dân nào mà chịu được? Anh muốn lãnh đạo người ta mà trong khi ngay cả cái nội bộ của anh ở bên California đó mà anh chửi nhau á, ngồi chửi nhau ra, chửi nhau như bú bổ, rồi gây quý, rồi ép người Việt Nam, ép Việt, người Việt Nam phân biệt chủng tộc, ngay cả người Việt mà phân biệt người Việt trong khi người nước ngoài người ta không có Việt, thấy không? Cái lòng đố kỵ của tụi nó quá nhỏ nhen. Đó là anh chỉ lên anh nói như vậy đó để cho mọi người đây là hiểu, có anh em hay là bà con hay là có con cháu mình nên nói cho các cháu, các em, các anh, các chị để mình hiểu, để mà cùng nhau mà giữ vững được cái nền độc lập này, không để cho tụi nó phá được. Còn vấn đề và cái tôi cá nhân, cái tự nơi cá nhân, lòng yêu nước, mỗi người có một cách yêu nước khác nhau. Anh yêu nước, cái chuyện của anh nhé, anh đóng thế đầy đủ nhà nước là cái chuyện nghĩa vụ công dân, nhưng mà vấn đề mỗi người có một lòng yêu nước, không nên đây mà cãi nhau, chửi nhau, đấu tố lẫn nhau. Tại vì sao các bạn làm như vậy á, thì sau này á, nếu mà tụi nó mà có về, tụi nó lật đi á, thì có phải rồi đất nước mình như cái nồi cháo hầm không, nhìn Syria đó. Ngay cả bây giờ, ngay cả anh em trên đây chỉ có Facebook có gặp mặt nhau đâu mà còn đi nói như vậy, thì hỏi cái sau này lỡ mà tụi nó về đó thì có phải là tranh giành quyền lực mà chém giết nhau không? Ngay cả tổng thống của nó là ông Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu á, nó còn đem nó xử lẫn nhau, nó lật đổ nhau nữa, thì anh chị có cái niềm tin nào vào cái chế độ đó không? Lịch sử nó đã chứng minh rõ ràng rồi. Nhưng mà cộng sản mình không bao giờ nè, ngay cả nè cái đám bên đó nè, nó nhuộm tóc nhuộm chung đó. Bây giờ bên mình á, đảng cộng sản này có ai á mà các bạn thấy không, có ai mà đi nhuộm tàu không? Các bạn đi vô các tổ chức đảng có ai mà thấy đầu mà nhuộm mình xăm cùng mình không? Xăm mình á là người ta cho ra khai trừ ra khỏi đảng. Đó là một cái tư cách, tại vì anh là cái người dân, anh phải làm gương mẫu cho người dân, lấy dân làm gốc mà. Đất nước mình á, tại vì Bác Trọng nó nói rồi, đất nước mình do dân vì dân. Chẳng qua những cái xã hội với 95 triệu dân thì đương nhiên là nó có xảy ra những cái vụ oan cha oan sai, thì báo chí đưa ví dụ như là ông Trần Thanh Chấn là cũng nhà nước cũng bồi thường bao nhiêu tỷ cho ông chứ đâu phải là không đâu. Kiện ông kiện ra tòa lại bồi thường, có một trường hợp ở bên ngoài Bắc bồi thường mấy chục tỷ đó, nhà nước mình phải bồi thường đó. Anh làm sai thì anh phải chịu và khai trừ mấy cái ông mà truy tố đó ra. Tụi nó là lấy được thông tin trên báo, tụi nó mới biết được chứ làm gì tụi nó biết. Bà tôi bảo cộng sản nó ác lắm hả? Không có ác đâu đó bạn ạ. À, bạn thấy không, chế độ Việt Nam Hòa cầm đầu lên, bạn có thấy không, cầm đầu cộng sản lên cắt cổ nè, rồi cái ông gì ông cầm súng ông nẻ ngay đầu cái ông kia luôn đó, được bắn đó, các bạn thấy không? Còn bạn có tìm được một cái hình ảnh nào mà cộng sản mà cầm đầu giết người như tụi IS đâu, chặt đầu người ta mà. Như vậy là các bạn nói là ác chỗ nào? Chẳng qua là cái đợt đó là chỉ có một cái đợt đánh tư sản. Nhưng mà đương nhiên các bạn á, tôi hỏi các bạn á, con người mình á không phải là vĩ nhân, người mình là người thường, nhân bất thập toàn, ai cũng có cái bạn dám nói là bạn từ nhỏ bạn đi bạn không ngã không? Tao nói hết mày á, cái lúc mà nếu mà giải phóng 30/4, nếu mà cộng sản ác là người ta giết mày hết rồi, thanh trừng này, tại vì sao? Rất nhiều người cộng sản đã bị tụi mày giết. Thì bây giờ nếu mà muốn trả thù á, là giết sạch. Mấy con Ly Sa Phạm bây giờ nó còn nói giết sạch, đốt sạch mà. Đấy, bây giờ vẫn nói. Cái cả tụi mày bây giờ trong cái thời bình giờ dân vậy mà tụi mày còn đưa các cái tiêu chí vậy á, tụi mày lấy cớ gì mà tụi mày vẽ lại là cộng sản? Trong khi cộng sản vẫn cho tụi mày đi.
còn cải tạo nữa, cho phải tốn tiền cơm nữa, thời đó khổ muốn chết rồi còn mắc nuôi tụi mày nữa. Bây giờ anh giống như cái thằng gì đó, trong tù nè, thằng gì đó nó nói nó tuyệt thực đó, mà ra nó mập như con heo á. Tuyệt thực cái gì, tuyệt thực cái gì, nhà nước mình nuôi á, cái loại gì đâu mà nó cháo trở, em biết không, cái thằng Viu Nguyễn cũng vậy. Bây giờ mới xem lại cái video mới đây của nó thả nó về, bằng nó nói là tại Em vì bảo ra đảng mình, bông ra xấu. đúng rồi, em biết sao không, là cho nó ăn uống đầy đủ, nó nói là tại vì đảng sợ nó là người nổi tiếng, nó là cái con quái gì mà nổi tiếng mà phải cho nó ăn đầy đủ, nó nói tại vì sợ nó là người nổi tiếng nên phải cho nó chăm sóc, nó ăn uống đầy đủ. Em thấy nó nghe nó nói không, một cái vô lý không, một cái người mà cháo trở như vậy thì tụi mày làm sao về mà lãnh đạo mà đất nước mà ai nghe được. Muốn muốn lãnh đạo đất nước á, thì phải có được lòng dân. Còn tụi mày á, đừng có mơ. Tao nói cho mày cái thằng Nguyễn Thái nè, tụi mày á, đừng có mơ, mơ mà là đổ được. Đó, tao nói thật luôn đó, tụi mày á, tụi mày đừng có bao giờ mà đưa ra những cái kích lời kích động kêu gọi, không ai nghe đâu, người ta không nghe đâu, không ai dân mình nghe đâu. Rồi cho anh nói vậy xuống là con Hương là Glory Phạm nè, con này cũng chuyên gia qua nhà Hà My nè, Hà My á chuyên môn mà đi vô trong diễn đàn la liếm. Thật đó, nói thật,